về nơi này rồi. Chỉ có là chuyến này thì hơi vắng vẻ, chỉ có hai đứa thôi và một nhóm bạn chứ không có tụi nhỏ. Đi coi show Love Songs của Hồ Ngọc Hà và cũng học online cuối tuần nữa, thành ra là phải đi thong thả một chút để có thời gian. Nguyện xin mẹ suối an bình, giữ gìn quý khách hành trình bình an. Lúc nào nhà mình trên đường đi Đà Lạt cũng dừng chân ở Đức Mẹ Suối An Bình. Khung cảnh quen thuộc đã hiện ra. Đèo Brent là sẽ tới Đà Lạt. Ghé quán quen thuộc Tâm 33, ốc dồi thịt rất là ngon, và gặp vợ chồng nhiếp ảnh gia Hải Đông, có duyên gặp. Mọi người thì chưa lên tới tại vì có một nhóm bạn, anh chị bạn của Chí Rùa nữa. Còn gia đình Can Vân nữa. Ở đây là nhóm anh chị rất là thân với Chí Rùa. Cô Linh đây, mình đã từng ở cô Linh rồi, ở mấy lần rồi. Và rất là thoải mái khi ở đây. Mấy lần trước là Kala Cao đã từng ở đây với mẹ luôn. Đây là anh Sơn chị ha. Test giường. Còn phòng đó của Vân Can chưa tới, đây là phòng của mình. À nó hơi khác một chút. Lần trước em cũng ở phòng to nhưng mà nó lại kiểu khác. Rồi vì để mình đi một vòng cho mọi người nhìn phòng nhé. Đây là phòng của mình. À em ơi, chị quên tên phòng này rồi. À, Signature. À, từ Deluxe là được Colin up lên Signature. Đây. Giường này. Có một cái sofa nhỏ nhỏ. Window chair. Phòng tắm. View hồ. Đây, đây là cái túi phòng tập của mình đó mọi người. Ốc Mama Yoga Garden. Đi đâu cũng mang thảm theo để tập. Toilet rất là rộng. Tủ quần áo. Đây. Ở đây thì tập trong phòng thoải mái, nhưng mà mình sẽ lên cả tầng 3 để tập trên phòng gym và yoga ở đây. Cảm ơn cô Lin nha. Có hoa và trái cây đã được chuẩn bị trên bàn để chào đón mình và gia đình. Lần trước mình ở Cô Linh là lúc đó là vẫn còn trong dịch. Và đến thì phải test rất là kỹ trước khi nhận phòng và đi rất là đông luôn. Chuyến đó là có bà ngoại, rồi có nhân viên của ốc Mama nữa. Và cũng được cô Linh up lên phòng lớn. Cái căn đó ở tầng khác và nó còn rộng hơn cả căn này nữa. Mà cũng là dạng phòng như thế này và tụi nhỏ nhà mình ở rất là thoải mái. Còn các phòng khác, các hạng phòng nhỏ hơn cũng vẫn rất là thoải mái cho mọi người để có thể nghỉ ngơi ở một khách sạn ngay trung tâm Đà Lạt và tiện di chuyển đi khắp mọi nơi. À, lần đó lại còn được cô Linh mời một bữa tối rất là hoành tráng. Có hải sản mà kiểu mà nướng ngay tại bàn luôn, rất là hấp dẫn. Tôi thề là nãy giờ y như trong phim kinh dị. Ốc
đi qua bên chỗ homestay của Xuân Nghị mới khai trương ngày hôm nay, em lên đây lập nghiệp và quên mất tiêu không có quay hình lại cái đoạn gặp Xuân Nghị. Tự lái xe tại vì hồi nãy Chí Rùa hơi khó chịu bụng, thành ra là Chí Rùa không đi. Và sau đó từ chỗ Xuân Nghị là đi qua bên chỗ cắm trại lạc đà ở khu hồ Tuyền Lâm, mà nãy giờ đèn đường không hề có. Tôi đi trong bóng đêm thề luôn, như là phim kinh dị vậy đó. Giờ mới thấy có một cái xe đi ngang, còn nãy giờ gần như không thấy, coi như là đi một mình ở trên đường không có đèn đường, tối thui. Còn bây giờ là bật cái đèn này lên để cho quay hình thôi, giống y như cái cảnh ở trong phim Cô Gái Từ Quá Khứ mà Ốc có đóng một vai. Khúc này bắt đầu thấy có xe, chắc là tại vì ngay gần mấy khu nghỉ dưỡng Hồ Tuyền Lâm là đi cái hướng này, còn hồi nãy ở cái hướng bên kia là không dám dừng lại luôn, không có quay được luôn, là cứ cắm đầu cắm cổ đi thôi bởi vì nó tối thui. Bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ là ông có đóng một vai bác sĩ ở trong phim, và trong đó có cảnh là hai nhân vật nữ chính mà lái xe đi qua đèo, nãy là tôi thấy tôi y chang vậy đó. Rồi thôi, thông báo tình hình vậy thôi, bây giờ tắt đèn nè, tắt đèn và lái tiếp. Ghê chưa, sợ chưa, ha 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 ha. 2000 years later. Sau khi đóng xong bộ phim kinh dị, một mình lái chiếc xe Jeep qua một đoạn đường tối thui thì mình đã đến với một căn biệt thự rất là đẹp. Nơi này thì lần trước đã check-in rồi. Đây là căn biệt thự của một gia đình anh chị bạn rất là thân với Chí Rùa. Và hiện anh chị thì đã đi định cư ở nước ngoài rồi. Và căn biệt thự này đẹp lắm, vô cùng rộng lớn luôn, y như là ở bên Mỹ đó các bạn. Để quay một vòng cho mọi người nhìn nhé. Ở ngay hồ Tuyền Lâm á các bạn. Còn cái khu cắm trại nãy mình nói á, thì là ở ngay đây, phía ngoài. Nhưng mà hôm nay mọi người quyết định là ngồi trong sân nhà. Chill không? Nhưng mà khung cảnh này vắng lặng hơn rất là nhiều so với những chuyến đi trước đó. Tại vì bình thường là lúc nào cũng có bầy con theo hết. Hôm nay thì chỉ có một em bé của gia đình Can Vân thôi. Nói chứ cứ đi xa ăn ngon hay là ở chỗ lạnh, ở chỗ đẹp thì vẫn nhớ con, vẫn muốn có tụi nó, dù là rất là loose buông lộn xộn nhưng mà nhớ Calacao lắm mọi người ơi. Sữa bắp. Đây, xin mời. Dạ em cảm ơn ạ. Đây sữa bắp nếp. Sữa bắp. Còn đây bắp Mỹ. Tại vì nãy giờ chân cãi coi đây là bắp nếp hay là bắp Mỹ. Đây là bắp nếp hay bắp Mỹ đây? Bắp Mỹ mà. Nhưng mà sữa là sữa bắp nếp. Ai bắp tao? Cái gì? Mày bắp ta. Dạ bắp ta. Bắp Mỹ. Mày bắp ta. Bắp Mỹ em ơi, bắp Mỹ đó cưng. Bắp Mỹ hả? Bắp Mỹ xấu. Dạ đây. À, ly Sơn đây này. Sữa bắp. Ly Sơn này. Ngon. Ly em ngon. Ly anh ở chỗ ly Cang đúng không? Bây giờ trời lạnh lạnh mà uống sữa. Dạ rồi bây giờ em hết ly rồi. Bây giờ là ngon. Ngoài trời đang lạnh lắm. Buổi tối là nhiệt độ xuống thấp. Dòng người vẫn đông. Cuối tuần. Sáng
Terrace Restaurant. Khách chắc là full quá, rất là đông luôn. Mà giờ này chắc cũng mọi người chưa có ngủ dậy hết vì cũng còn sớm. Xem mình sẽ ăn gì. Phở gà, à miếng gà. Rồi mình cần một ly cà phê sữa. Buffet. Không có những món hoành tráng nhưng mà cũng hợp lý cho bữa sáng, vừa phải cho bữa sáng, có nhiều lựa chọn. Ăn sáng trong không khí Đà Lạt đúng sướng. Chí rùa với các anh đi đánh golf rồi, còn hội chị em phụ nữ thì còn ở đây, mà lát nữa ốc học online nữa cho nên là ăn rất đơn giản. Đang ăn miếng gà và không thể thiếu một ly đặc xỉu cà phê sữa. Sau tí mình sẽ sắt lên trên phòng rồi học luôn. Không khí đang rất là dễ chịu, gió nhưng mà không có lạnh lắm mà thoải mái vô cùng luôn. Khu vực này chụp hình rất là đẹp đây, ngay chỗ ăn sáng. Cô Lin có cả khách sạn và cả căn hộ. Hello mọi người, mình đang ở Đà Lạt, một điểm đến rất là thân thương của gia đình mình. Và đây là căn phòng signature của khách sạn Cô Lin, một nơi mà mình rất là thích vì gần trung tâm và vô cùng tiện lợi. Lần nào thì Cô Lin và Amazing là đơn vị book khách sạn và resort cho mình lúc nào cũng tạo điều kiện để cho mình được ở thoải mái nhất ở đây. Và cô Lin thì có tầng 3 là có phòng tập gym và yoga nữa, nhưng mà vì phòng signature rất là rộng, các bạn thấy là không gian bao la luôn, cho nên mình có thể tha hồ tập luyện tại nơi này. Và bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng tập với mình. Và Đà Lạt lúc này rất là lạnh, lại là buổi sáng nữa, cho nên là mình sẽ khởi động kỹ, làm ấm cơ thể và tạo năng lượng cho một ngày mới tốt lành. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi vào thảm ha, và nhắm mắt ở đây. Nãy giờ mà quên quay, quán này rất là ngon nha các bạn, gần ngay Dinh 2 á. Và sắp tới sẽ chuyển sang ngay kế Big C. Quán này ngon lắm nha. Tim đi đánh golf về à. Vẫn còn đồ golf đây. Còn đôi xem show nữa. À dạ, rất nhiều trang phục và phụ kiện. Anh Sơn mới mua cho đặc sản Đà Lạt sữa chua trân châu nè. Sữa chua trân châu dâu tây, rồi sữa chua bình thường, sữa chua nếp cẩm, bánh flan ngon quá, và bánh xù. Sữa chua nếp cẩm ngon lắm. Ăn tối ở quán nhà gỗ nhìn rất
rất là chill. Xinh lắm luôn. Dễ thương quá nè. Ôi xinh quá. Trời đang mưa. Đợi mọi người đến. Quán nhà gỗ, một nơi mà bạn nhất định phải đến khi ghé thăm Đà Lạt nha. Lần đầu tiên mình đến đây đó chứ, nhưng mà mình cứ cảm giác như là nó thân thuộc từ lúc nào rồi đó các bạn. Chắc tại vì mình yêu những điều này. Mình yêu những cái đốm lửa vào những ngày đông, hoặc là những ngày trời mưa cũng chẳng làm mình buồn, cứ thích ngồi đó, ngắm cây, ngắm hoa, ngắm mưa. Ở đây thì mình có thể ăn những chiếc bánh xinh xinh, uống những ly cà phê ngon vào buổi sáng, hay là thưởng thức bữa tối bên người thân của mình. Quán này mình biết đến là nhờ người mà đang quay video này cho mình đó các bạn. Chị Hằng, chị cũng giống như mình vậy, rất là yêu những điều bé nhỏ mà xinh đẹp. Không biết đến lúc nào thì mình mới có một căn nhà gỗ ở đây ha, để có thể trồng những bông cúc, có thể làm những món mứt, hay là tạo ra những chiếc bánh bé xinh thì chắc là các bé nhà mình sẽ mê lắm. Hay là được ngồi ở đây đọc sách, ngắm mưa, trời còn gì bằng. Cứ để nhịp sống trôi vội vã thì chắc là cũng chẳng có được những phút giây như thế này đâu các bạn. Nên là mỗi lần mà đi á, là mình tận hưởng lắm. Nhìn thử một phòng nha, xem nhà gỗ có gì nè. Không gian phía trong nè các bạn. Ăn tối ở đây á, chỉ nhìn thôi là đã thấy ấm cúng rồi phải không? Và cả một khu vườn lớn ở phía ngoài nè. Người ta trồng rau sạch để phục vụ cho chính nhà hàng đó. Mình có thể nghe được mùi gỗ ở đây. Và ở đây người ta trang trí Giáng sinh rất là sớm. Ở đây có một khu vườn thảo mộc này các bạn. Rất là nhiều những loài cây nhỏ, những loài thực vật lớn lên xanh tốt ở mảnh đất rất là đáng yêu này. Thời tiết dễ chịu cho nên là nhìn cái gì cũng thấy yêu đó các bạn. Chị Hằng quay video có tâm lắm nha, rất là chill luôn á. Hôm nay là nhà gỗ full khách á, nhưng mà chắc là giờ hơi sớm cho nên là mọi người chưa có đến đủ. Trong lúc đó thì mình tranh thủ lang thang một chút. Đúng là nhà gỗ thật. Ở đây không có cái gì mà nó quá xa hoa đâu các bạn, nhưng mà rất là tinh tế. Anh quản lý biết là mình sẽ chụp hình và quay ở đây nè, còn gửi cho mình một bình hoa hồng tươi, nói là bình này đẹp nhất và mới hái, tha hồ cho mình ngắm. Phụ nữ đâu phải lúc nào cũng cần kim cương đúng không các bạn? Chỉ cần có những bông hoa xinh đẹp này là chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Thank you.
xà lách hết. Anh làm gì vậy? Giới thiệu tử tế thôi. Tử tế hả? Em đây là em tài nhà sơn. Đây là cu chi. Đây là những món khai vị đây, xà lách nè. Đây gọi sao? Gọi là gì? Cái này gọi là khai vị á, khai vị á, khai vị thập cẩm. Lấy menu ra mình sẽ đọc. Đọc cho chính xác, anh phải đọc cho nó tây lên sang lên chứ. À, súp bí đỏ nè, súp củ dền nè, xà lách nè, súp củ dền, à, bánh mì thấy cưng chưa? Chưa. Pizza và rượu vang. Có sự nhiều sự cáp riêng chứ không phải là cáp mà tích hẳn sự đó. Ba đuôi nhá. Đây đùi cù. Cơm anh Hòa. Tuấn ngon quá. Sơn ốm là anh Lâm Hải Sơn đạo diễn. Ủa, sao em ở đâu này? Đạo diễn đám cưới tôi đó mọi người, đạo diễn đám cưới tôi đó. Đây em ngồi, em mời anh ngồi đây. Ôm chi rùa. Đi nước ngoài á. Uống trà hoa cúc sọc nha. Nhưng mà nãy em hỏi bạn rồi, bạn nói trà hoa cúc. Nhưng mà đi du lịch thì đâu cần đó đúng không? Cần an giấc. Còn mất ngủ thì ông kia mệt. Đi nước nào cũng đâu cần xét. Chào mọi người. Đây, chị em tôi đang ở Đà Lạt. Ngày hôm qua hai chị em gặp nhau rồi. Dạ. Trời mưa sao ướt mưa, chị ôm em có gì? Trời ơi, ướt quá, đang ở ngoài hơi mưa. Đó, mà chị về chị mưa. Mưa chị không có quay mưa, em. Hôm nay mưa cả ngày luôn anh. Em ăn gì chưa vậy? Dạ em ăn rồi, em mới ở tiệc sinh nhật của một cái hôm tây. Dạ, em mới chạy tới. Sơn ấy nghĩ chụp vô đó, hai người tôi rất là thương. Dạ. Chụp vô. Tụi tôi đang ở Đà Lạt nha, lêu lêu mấy người không được đi Đà Lạt. Lên chửi bị chết. Nghĩ muốn giới thiệu về homestay không? Dạ. Giới thiệu về homestay. Hiện tại thì có một cái nhà ở Đà Lạt và có dư phòng. Thì ai mà lên Đà Lạt mà chưa có chỗ ở thì ghé có chỗ nghỉ. Thì sẽ tiếp đón một cách nồng nhiệt giống như là về nhà vậy đó. Địa chỉ luôn. Ở 26 Nguyễn Trung Trực, thành phố Đà Lạt. Control Home. Control House. Ở cái Control House. Xin giấy phép mà home không được. Ghê hả? Ừ, xin giấy phép không được. Để kinh khủng lắm. Home không được phải làm sao? Control đừng qua thành khác là được rồi. Đừng qua Cần Giờ là được. Chào mọi người sẽ ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người trên kênh của chị Ốc ạ. Rồi ngày mai anh qua ở trải nghiệm nè. Được. Anh qua đó đi. Nhưng mà nó chưa hoàn thành lắm. Không sao, anh đi ra. Khi mình đi ra ngoài thì họ để sô-cô-la. Chúc quý khách ngủ ngon. Và giường đã được trải lại phẳng view rồi. Bữa sáng ngày tiếp theo rất là đông người đang ăn sáng. Sẽ uống một ly nước táo nhé. Nhìn giống dưa hấu quá ta. Mình ngồi ngoài đây một mình thôi. Một mình tôi thôi. Mà sao mình không cảm giác cô đơn nha. Thích cảm giác một mình á. Chí Rùa và mọi người lại đi đánh góp hết rồi. Nên là có mình Ốc ở khách sạn thôi. Ăn nhanh,
gọn gàng với một tô bún bò, thưởng tiết trời Đà Lạt buổi sáng, rồi sau đó lên học online tới trưa. Mọi người ngồi trong nhưng mà mình thích ngồi ở ngoài. Cà phê sữa không thể thiếu mỗi sáng được. Hello mọi người, Đà Lạt đầu giờ sáng rất là lạnh và theo xu hướng thông thường là chỉ muốn vùi mình trong chăn thôi, nhưng mà không, phải dậy tập mọi người và phải khởi động thật là kỹ. À, ốc vẫn đang ở trong căn phòng signature rộng mênh mang của khách sạn Colin Đà Lạt. Các bạn có dịp đến Đà Lạt thì nên ghé nghỉ ở đây, rất là tiện để mình có thể đi mọi nơi vì ở ngay trung tâm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tập, mời mọi người cùng tập với mình nha. Chúng ta nhắm mắt lại, dựng thẳng lưng, hít thở thật sâu ở đây. Tay lên gối hoặc là đặt chồng lên nhau đều được ha. Mấy ông đi đánh góp chưa về? Mấy chị em cứ tự lo cuộc đời. Ăn quán Bình Dân ngay đối diện cô Linh nhưng mà khá là ổn. Cơm phần lại bún thịt nướng. À, có cơm tấm nữa chắc là cũng ok. Được, đối diện cô Linh nha mọi người. Khung cảnh ở Palace ngay lúc này, trước khi bắt đầu show của Hà. Và mọi người đang đứng xếp hàng đây. Chí Rùa đi đậu xe rồi. Tại vì bé của mình là ngồi chỗ khác, bé các anh chị ngồi khu vực khác, là tí em tràn qua. Dạ, anh chị về chỗ nha. Chia sẻ với khán giả của mình, nếu trời mưa thì chắc chắn Hà sẽ bị giữ luôn hát. Còn không có một người dịch như thế nào, nhưng mà bọn bạn sống cho mỗi mình chắc nhiều như thế nào. Mà làm như hồ hào là sâu như mọi người. Lý nào? Mà thì từng người có cùng người con, người trời con, và sâu dễ dàng. Xem show xong thì mọi người đói meo rồi và đi ra đây ăn. Chưa ăn nhưng mà nhìn thấy rất là ngon. Và quán nhỏ nhưng mà rất là đông. Lại một buổi sáng nữa. Và hôm nay thì sẽ đi về nên là ngồi chơi ăn sáng với mọi người ở tầng 5. Ăn hết rồi, giờ uống cà phê thôi. Cà phê đằng kia cũng vậy đó, mà đằng kia đỡ màu hơn. Tạm biệt Đà Lạt, mình đi về đây. Tưởng được đi về, nhưng chưa đi về. Chí Rùa phải ghé ăn hủ tiếu hồng. Tại vì đây là quán ưa thích của Chí Rùa. Lại ghé Bảo Lộc, nhà bạn rất là thân của Chí Rùa. Ghé đây dừng chân nghỉ ngơi chút xíu, ăn trưa xong rồi lại về. Bạn ấy làm nhà là cứ mở rộng xong rồi xây rất là nhiều thứ, kiểu làm như một cái điền viên của gia đình vậy đó. Vú sữa mới hái nè. Được rồi tí ơi.
chính ở bên trong mềm. Đúng rồi, hũ sữa chín cây. Lần nào đến Bảo Lộc cũng ghé quán này này. Ngon lắm mọi người. Mì tươi nha, mì cá hồi nha. Để đi vô hẻm. Mì khô. Giờ thì chính thức về Sài Gòn đây. Thằng Bảo Lộc chạy vèo về, hy vọng là kịp giờ đón con. Và em ship này sẽ đưa hai vợ chồng mình về.